Tải app in đối với máy in Nhật TDL408 trên điện thoại Android, các bạn vào cửa hàng CH Play và chọn ứng dụng Print Label và các bạn tải về nhé. Ở đây thì mình đã tải rồi. Các bạn chưa tải thì các bạn tải về. Mình tải rồi, mình chỉ việc mở lên thôi. Ứng dụng này thì trên điện thoại Android nào cũng có các bạn nhé. Trên cửa hàng CH Play và tải về thì các bạn bật Bluetooth lên, bởi vì ứng dụng là kết nối qua Bluetooth. Đây. Đối với máy in TDL408 thì tên trên Bluetooth của nó là QR380A gạch ngang 3037 mà các bạn nhé. Các bạn chọn vào đấy để ghép đôi này. Bật Bluetooth lên và chọn vào cái tên thiết bị đấy để ghép đôi. Rồi như thế là thiết bị đã ghép đôi thành công các bạn nhé. Tiếp theo các bạn cần phải vào app in, các bạn mở app in lên và ấn vào cái nút hình mà máy in ở giữa màn hình. Và giao diện này nếu bạn chưa tìm thấy máy in thì bạn ấn nút search tìm kiếm ở bên dưới để tìm máy in này. Sau khi search thấy thì các bạn ấn vào tên máy in và nhập mã pin là 4 số 0 và ấn vào ghép đôi nhé. Khi máy in hiển thị ở đây thì là đã ghép đôi thành công và bây giờ chúng mình có thể in được rồi nhá. Để in được đơn hàng, các bạn chia sẻ từ các app sang nhá. Ví dụ như TikTok, Shopee hoặc là Lazada chẳng hạn. Đây mình chia sẻ từ Zalo và mình chọn vào máy in này. Print Label. Đấy. Các bạn đây là giao diện của máy in khi in thì các bạn chọn khổ giấy nhá. Đây là mình khổ giấy A7 nên mình nhập sẽ là 75 và nhân với cả 100 thôi. Rồi khi các bạn nhập xong khổ giấy thì các bạn chỉ cần ấn vào nút in là in thôi. Đây mình sẽ ấn vào nút in và in thử cho các bạn xem. Đấy các bạn kiểm tra đúng máy in chưa và số lượng bạn in là 1 nhá và ấn OK là in thôi. Đây là đơn TikTok. Các bạn thấy máy in có ổn, có led không ạ? Dòng máy in này có thể in được cả trên máy tính và cả trên điện thoại các bạn nhé. Các bạn sử dụng trên máy tính thì in sẽ nhanh hơn. Sau khi in thì mình bóc này mình dán vào đơn hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.